ta đã truyền lại toàn bộ võ công cho các con. Nhưng có một điều các con phải tự học. Điều gì vậy thầy? Các con phải tìm ra được giá trị của bản thân mình. Nhưng bằng cách nào ạ? Ta muốn các con bắt đầu một cuộc hành trình. Thôi tôi không xuống đâu, tôi sợ nước lắm. Không sao đâu, có tụi tôi đây mà. Cậu phải vượt qua nỗi sợ của mình chứ. Tôi chưa từng nghĩ có thể vượt qua nỗi sợ của chính mình. Nhưng giờ tôi tin mình đã và sẽ làm được. Là con gái học võ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở nên duyên dáng, thùy mị như những bạn nữ khác. Lắm lúc thấy thật tủi thân. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Bây giờ đây tôi nhận ra rằng mình cũng có thể trở nên xinh đẹp. Trước tôi vẫn nghĩ sức mạnh là sự dẻo dai của cơ thể, nhưng không phải vậy, bởi sức mạnh thật sự phải đến từ tinh thần. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, thầy nói không sai, kiến thức đôi khi không tới từ những nơi xa xôi mà từ chính những ngóc ngách quen thuộc. Mỗi con người đều có những nhược điểm riêng, nhưng giờ đây chúng tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và đây là lúc cuộc hành trình của chúng tôi mới thực sự bắt đầu.